Em tên là Cao Mai Dũng, em đến từ Long An. Thì năm nay em 25 tuổi, nghề nghiệp hiện tại là kỹ thuật viên ô tô. Kỹ thuật viên ô tô là mình làm về cái gì em? Sửa chữa ô tô và tư vấn về dịch vụ ô tô. Làm việc ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang làm việc tại Chevrolet Vinh Phước. Là ở quận mấy? Ở Tân Phú mình luôn. Ở Tân Phú mình luôn. Ồ, rồi, còn em? Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam. Em tên là Lý Thị Mỹ Lộc, em sinh năm 92. Hiện em là giáo viên tiếng Anh. Em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Long An luôn? Dạ. Ủa, vậy là hai bạn cùng quê. Tao hỏi thăm thử coi có biết nhau không, ở dưới quê không? Không biết là bạn ở Long An khúc nào ta? Hiện đang dạy ở Bến Lức á. Mình dạy ở trường luôn hay là dạy ở ngoài trung tâm? Ở trong trường, đó là trường cấp 23. Vậy là mình cũng đang ở nhà mình ở Bến Lức luôn. Vậy anh ở xã nào vậy? Thì bên mình thì qua cầu Bến Lức là tới Thủ Thừa, là quê của mình. Ủa rồi vậy là em lên đây hồi nào? Dạ em mới lên hồi trưa này luôn. Rồi em đi bằng cái gì lên? Dạ đi xe máy luôn. Tự chạy xe Honda lên luôn? Dạ. Trời ơi, rồi chừng nào về? Dạ xong rồi em về luôn. Trời ơi. Sáng em đi dạy. Sáng đi dạy. Trời, cô gái này thương quá. Rồi chú Thiết nghĩ nhiều khi ngồi có anh chàng hào hiệp nào phải lái xe đi theo đưa người ta về chứ, đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, người ta đi lặn lội lên trên đây chạy Honda lên mà điều Long An cũng gần mà. Dạ. Nhưng mà gần là gần với thanh niên thôi, chứ bạn gái mà đi lên vậy là cũng cực lắm á. Nếu mà tính từ đây tới Bến Lức chỗ của bạn thì tầm khoảng là 40 cây số. Đi rồi mất cũng cả tiếng hơn, tiếng hơn đồng hồ. Nãy em chạy lên đây bao lâu, 1 tiếng không? Dạ khoảng 1 tiếng rưỡi. 1 tiếng rưỡi luôn. Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Dạ 92. 92, em là sinh bao nhiêu? 94. 94 là nhỏ hơn bạn gái 2 tuổi. Nhưng mà đã đến chương trình hẹn hò rồi là mình phải tự tin lên. Đâu, hỏi thăm em vài câu coi. Mình không biết là mình dạy tiếng Anh. Anh em, không có mình ở đây gì đó, anh em. Không biết là em dạy tiếng Anh như vậy á thì dạy full lịch hay là như thế nào? Dạ, thời đó là thời khóa biểu thì cũng do trường sắp. Rồi ngoài ra em cũng có dạy thêm một vài lớp ở trung tâm. Vậy thì thường thì thời gian rảnh của mình là lúc nào ta? Cũng khoảng vào cuối tuần. Cuối tuần thì em có thể rảnh chiều thứ bảy chủ nhật cả hạn. Chiều thứ bảy chủ nhật? Dạ. Được không? Dạ được. Vậy là có phù hợp với thời gian của mình không? Dạ em thì làm việc từ thứ hai tới chiều thứ bảy. Thường thường chiều thứ bảy là em bắt đầu lên xe phóng về dưới. Bây giờ tiện rồi, vậy là thứ bảy mình cũng có thể gặp nhau, đi chơi nguyên ngày chủ nhật nữa, rồi dẫn nhau về nhà thăm hỏi là tôi thấy cũng tiện ha. Dạ. Gần nhà thôi, tuyệt vời rồi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ dạ thì em cũng có tìm hiểu một vài mối tình nhưng mà cảm thấy không hợp. Mối tình gần đây nhất của em là cách đây khoảng 2 năm. Em thì quen khoảng thời gian ngắn thì em phát hiện ra cái người đó không có nghiêm túc. Với lại cảm thấy giống như là người đó chỉ muốn quen qua đường nên em không tiếp tục nữa. Dạ. Khổ ha, bởi vì đàn bà gái khổ đàn ông sao hay trăng hoa quá em ha. Dạ. Mình yêu là mình yêu chung thủy đúng không em? Dạ đúng. Bởi vậy. Còn em tình trường sao? Hồi đó giờ thì em cũng có thích đơn phương một lần. Nhưng mà thì tình trường thì chưa. Thì đơn phương thì năm cấp 3. Xong rồi hai đứa đi lên Sài Gòn lập nghiệp và... Đơn phương mà sao hai đứa đi lên Sài Gòn lập nghiệp? Không, đi lên Sài Gòn đi học ở trên đây. Thì mỗi người một trường, sau đó không có liên lạc nữa, ít liên lạc lại. Rồi cái từ đó tới giờ, đi học tới đi làm tới giờ. Mà lý do là sao ế? Vậy là chưa có một mối tình nào chính thức hết. Dạ. Lý do kỳ vậy? Tại vì đi học á, thì trường là trường kỹ thuật. Nên là số bạn nữ trong đó thì rất là hiếm hoi. Và đi làm thì đi làm cũng ở ngoài, đúng là dạng là công ty, mà công ty toàn là nam nhiều. Nên chọn con đường là đi kiếm tiền trước. Trời ơi, thiệt tình. Nói chung là hai bạn này tình yêu còn non nớt lắm, chưa có tình trường, chưa có kinh nghiệm gì nhiều. Thôi thì mình cùng nhau mình tập sự ha. Biết đâu có những cái mối tình là đó là mối tình đầu luôn đó các bạn. Và quen nhau rồi là tiến tới hôn nhân luôn. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, thì mẫu bạn nam lý tưởng của em là bạn đó phải chín chắn. Với lại nói chung là luôn chủ động trong mọi việc. Là mẫu người của gia đình, tức là phải yêu thương những người trong gia đình, ví dụ như ba mẹ hay là anh chị em. Và biết giúp đỡ, chia sẻ với người bạn đời của mình. Em thấy em đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí của cổ? Nếu mà nói về chín chắn thì cũng có. Nói về biết lo cho gia đình thì cũng có. Nói chung là cũng khoảng 80-90%. 80-90%, quá ngon, quá tự tin luôn. Được. Về ngoại hình thì sao em? Dạ, ngoại hình thì bạn đó thể cao ráo, với lại vóc người vừa vặn là được.
Rồi em, mẫu người lý tưởng của em sao? Thì mẫu người lý tưởng của em thì bạn nữ thì ưa nhìn được rồi. Em thì đặc biệt là thích phụ nữ tóc dài và ưa nhìn mình. Thì không biết là em ở dưới nhà có mấy anh chị em ta? Em còn một đứa em gái Úc đang đi học đại học. Là mình ngày xưa là không biết mình học trường nào ở trên đây hay là học ở dưới Long An luôn? Ý anh nói là học đại học. Đúng rồi, đúng rồi. Hồi đó em học ở Cần Thơ. Cần Thơ, học chuyên về tiếng Anh. Dạ đúng rồi. Thì không biết thì em nhìn anh như thế nào? Dạ, em nghĩ thì anh chắc cũng dễ gần. Với lại chắc anh cũng chín chắn. Dạ. Nhà anh có mấy người? Hiện tại thì nhà có hai anh em trai. Anh là anh hay là? Đúng rồi, anh là anh lớn. Thì còn em nữa, nó mới học xong đại học ở dưới Long An. Ngày nào anh cũng về nhà hả? Không, hiện tại thì anh đang làm ở trên Sài Gòn á, nên ở đây luôn. Còn cuối tuần là cuối tuần là về. Khi nào mà có công việc gì á thì mới ở lại thôi. Anh ở đây là ở nhà trọ hả? Đúng rồi, ở nhà trọ. Anh ở chung với bạn hay là ở mình? Hiện tại thì đang ở chung với bạn. Anh có ngại việc mà em lớn tuổi hơn anh không? Thì hiện tại như ông bà người ta nói là nhất gái lớn hai, nhì trai hơn một. Thì hiện tại em lớn anh 2 tuổi cũng giống như là ông bà sư người ta nói vậy thôi. Em thì ở dưới có hay đi chơi với bạn bè gì không? Lúc trước thì cũng có hay đi cà phê này kia, nhưng mà gần đây thì nói chung là em cũng ít lắm. Đi dạy rồi xong rồi về phòng à. Dạ xong về phòng. Dạ. Ủa chị là nhà mình gần ở đó chứ? Gần chỗ dạy không? Hay là... Không, đó là em ở nhà trọ chung với lại hai cô dạy trong trường nữa. Vậy là nhà mình xa đó? Nhà em ở Đức Huệ á. Đức Huệ. Em thấy cá kẹo đây như thế nào? Dạ, nói chung thì ngon. Em có hay nấu ăn không? Dạ, có anh. Nói chung là ở nhà trọ thì nấu ăn, nếu mà có thời gian không có đi dạy đâu thì em ở nhà có nấu ăn. Rồi, hôm nay cơm ngon không? Ngon. Em biết nấu ăn không? Chút. Rồi, nãy giờ tớ hỏi gì về tình yêu chưa? Quan điểm về tình yêu có trao đổi với nhau chưa? Quan điểm của về tình yêu của em thì không biết là như thế nào ta? Trời ơi, nãy giờ lo ăn không chết rồi. Theo em thì cái điều gì mấu chốt để có thể giữ được một mối quan hệ bền chặt? Dạ, em nghĩ là hai bên cần phải chân thành với nhau, với lại nghiêm túc, xác định là... Nói chung là em không thích những người mà chỉ nghĩ tình cảm là cái gì đó để vui chơi qua đường. Em thấy cô gái này khi mà em mở cửa trái tim ra thì em nhìn cô gái này em thấy là có hợp gu với em không? Bao nhiêu phần trăm tiêu chí của em? Thì cũng đạt gần như là full. Gần như là full? Xạo, nịnh nè. Tôi mới ra ngoài tôi nghiên cứu hồ sơ của em khi em đăng ký chương trình. Em nói là em ngưỡng mộ thần tượng của em là Miu. Em dán hình vô đầy nhà em luôn, đúng không? Không, em chỉ để hình trên laptop của mình thôi. Thì... Cô này đâu có giống Miu đâu. Nhưng mà được cái là tóc dài. À, là thích tóc dài. Rồi đúng rồi. Rồi bữa nay về đổi hình nha. Dạ đổi chứ. Đổi hình nền liền tay. Lát nữa xin chụp hình đổi liền cho dạ. Chị ok. Dạ em thích lãng mạn. Em nghĩ thì em sẽ làm được điều gì cho cô ấy gọi là lãng mạn? Ví dụ một hai cái lãng mạn của em mà em nghĩ ra. Mình có thể cùng nhau đi xem phim. Thì cùng nhau đi ăn uống. Thì cái đó là đi chơi, ai cặp đôi nào cũng vậy mà. Có cái gì lãng mạn đặc biệt không? Làm một cái hành động, một cử chỉ, một lời nói gì đó nó lãng mạn không? Hiện tại thì vô chưa suy nghĩ à. Tại đó giờ đâu có bạn gái đâu, phải không? Đi mình không, phải không? Ráng suy nghĩ ra nha, để lát khúc cuối rồi mình có tỏ tình mình sẽ nói một cái gì đó hay hay chút xíu. Em quan niệm như thế nào về sống thử trong giới trẻ hiện nay? Sống thử là một cách tìm hiểu nhau kỹ càng hơn. Nhưng mà khi mà mình đã quyết định tới sống thử á thì mình phải có trách nhiệm sau cuộc sống thử đó. Theo em, bản thân em thì em thích sống thử hay không thích sống thử? Sống thử thì tại vì em cũng không biết là sống thử là em á thì nhưng em suy nghĩ á, tất nhiên em chưa yêu em chưa biết, nhưng mà em suy nghĩ là theo như em thì em có nên sống thử hay không sống thử? Theo em á thì em sẽ không sống thử. Không sống thử. Còn em gái một câu, theo em trong hôn nhân ai sẽ là người quản lý về tài chính? Em nghĩ là vợ và chồng nên chia sẻ, và em nghĩ là phụ nữ thì nên quản lý chi tiêu tốt hơn chồng.
Nguyện vọng của em, ví dụ tìm được người đúng đối tượng thì bao lâu nữa tiến tới hôn nhân? Nếu mà tìm hiểu nhau đủ và cảm thấy tin tưởng lẫn nhau thì nên tiến tới. Em nghĩ chắc là khoảng 1 năm. 1 năm. Rồi. Em đã sẵn sàng mọi thứ cho hôn nhân chưa? Em đã chuẩn bị được những gì? Nếu mà tiến tới hôn nhân á, thì em nghĩ là khoảng tầm 1 năm tới 1 năm rưỡi nữa. Tại vì em còn đang chưa hoàn thành xong cái khóa học của mình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là em mới chuyển công việc nên chưa có ổn định lắm. Vậy thì thời gian chị thấy nó cũng trùng khớp với nhau. Thật sự là thời gian không quan trọng, quan trọng là cảm xúc và tình cảm của hai đứa. Rồi, chị hỏi nhiều như vậy chẳng qua là chị để cho tụi em thêm cái cơ hội hiểu nhau. Và bây giờ là 30 giây còn lại cho hai bạn. Hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, đây là cơ hội cuối cùng. Chúng ta sẽ nói với nhau một điều chân thành nhất hoặc cảm xúc của mình về đối phương, mình nhận xét về đối phương như thế nào. Xin mời hai bạn. Đến đây thì mình cũng là cái duyên của mình và cùng đồng hương với nhau. Thì anh muốn chúng ta có thể tiến xa hơn một chút xíu. Thì em nghĩ mình cũng cần thêm thời gian để tìm hiểu lẫn nhau nhiều hơn. Rồi, hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Chị Tường sẽ nói vài câu. Ít phút trên chương trình thì không đủ để chúng ta hiểu được hết nhau đâu. Nhưng quan trọng là cảm xúc ha. Tường vẫn nhấn mạnh. Và cái nút bấm này, bấm nút là hẹn hò, yêu đương nha. Bấm nút là chính thức trở thành bạn trai, bạn gái để tìm hiểu nhau chứ không phải để kết bạn. Không phải bạn cùng quê bấm nút uống ly cà phê chơi, không phải vậy. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. Nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Sau 3 tiếng đếm chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Mời các bạn về một nhà. Bây giờ thì không thể nào từ chối một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm một cái ngày rất đặc biệt này. Ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ và bắt đầu một chuyện tình đẹp. Mời. Thì cho anh xin phép hôn mình. Dễ thương quá. Hai bạn còn khá rụt rè thưa quý vị, nhưng mà tôi thấy đâu đó có một sự nhìn hai bạn là có tướng phu thê đó. Cái phần trên này nè, hai bạn rất giống nhau luôn. Nhớ chụp hình và đổi hình nền liền, không có miu nữa nha. Không nha, nắm tay đừng buông ra.